Theo em, việc tăng lương không phải là điều kiện chính để cho các sếp giữ nhân viên của mình lại, và tăng lương chỉ là điều kiện cần thôi, nó chưa phải là đủ. Trong một thời gian dài chúng ta làm việc ở một công ty thì việc lương nó quyết định giá trị của một nhân viên có phải là yếu tố để nhân viên đó ở lại của công ty hay không. Có những cái nỗ lực, những cái thành quả mà họ đã đóng góp cho công ty thì việc tăng lương đó là điều tất nhiên, và chúng ta có thể được hiểu rõ qua tháp nhu cầu của Maslow. Có nghĩa là khi chúng ta được thỏa mãn đầy đủ về ăn, về mặc thì chúng ta phải được thỏa mãn về được tôn trọng, về được thể hiện bản thân. Thì khi được tăng lương thì đó là quá trình mà chúng ta đã được giá trị từ một người sếp của mình hoặc là những người đồng nghiệp của mình. Điều kiện đủ ở đây là công ty nên làm cho nhân viên cảm nhận được công ty là một ngôi nhà thứ hai của nhân viên. Bởi vì khi nhân viên cảm thấy được như thế thì nhân viên mới có thể ở lại với công ty về lâu và về dài. Theo anh Phú thì điều kiện nào là điều kiện tiên quyết nhất để một công ty giữ chân lại nhân viên? Như mình đã nói, điều kiện tiên quyết nhất là phải lương. Điều mà chúng ta mong muốn nhất khi chúng ta bước chân vào một công ty đó là lương. Chúng ta phải xứng đáng với công sức chúng ta bỏ ra. Và khi chúng ta đã bỏ ra quá nhiều điều trong một công ty rồi thì lương chúng ta phải xứng đáng, và việc tăng lương đó điều hiển nhiên mà thôi. Vậy liệu rằng cái câu hỏi, câu trả lời của anh vừa rồi thì có đang bị mâu thuẫn với cái ý đầu tiên của anh à? Không, như mình có nói là lương không phải là điều kiện tiên quyết, nhưng đó là điều kiện cần thôi, nó chưa có đủ. Bởi vì nếu muốn đủ, chính xác là muốn một người nhân viên ở lại với công ty thì người sếp nên cho cái nhân viên cảm giác công ty là một ngôi nhà thứ hai nữa. Ngoài việc lương, có thể những người khác họ đi làm lương ít thôi, nhưng mà họ cảm nhận được công ty là một ngôi nhà thứ hai, họ sẽ không muốn đóng góp cho cái ngôi nhà này được cao hơn, được mới lớn mạnh hơn. Đó chính là đủ. Bây giờ sẽ là phần trình bày của Giang Na cho câu hỏi này. Theo em, tăng lương là một trong những điều kiện cần thiết và điều kiện chính để có thể giữ chân lại nhân viên. Bởi thứ nhất, bản thân mà chúng ta đi làm là chúng ta cần phải có những tài chính để chi tiêu những hoạt động thường ngày chúng ta, và bản thân chúng ta đi làm là để có lương. Bản thân em và những người trẻ có rất nhiều bạn nói là đi làm vì đam mê, vì công ty này công ty kia. Thế nhưng khi mà chúng ta chưa làm ở công ty đó, chúng ta không thể biết có phù hợp với văn hóa công ty hay không. Và điều kiện đầu tiên chúng ta nhìn vào đó phải là tiền lương có phù hợp với những cái gì chúng ta bỏ ra, sẽ cống hiến trong thời gian mà chúng ta làm công ty hay không. Cái thứ hai, cái việc mà giữ chân nhân viên ở đây, như anh Phú có nói, khi mà chúng ta là một nhân viên cốt cán ở trong công ty, là một nhân viên có giá trị trong công ty, nếu mà chúng ta phù hợp văn hóa hay là những cái điều kiện khác, mối quan hệ của đồng nghiệp hay là với sếp thì rất là tốt để chúng ta có thể ở lại. Nhưng điều kiện tiên quyết hơn vẫn là lương. Tăng lương ở đây là việc công ty xác nhận là bạn có giá trị cung cấp như vậy thì công ty mới trả lương cho bạn theo quý, theo tháng hoặc là theo năm, để có thể xứng đáng với những công sức bạn bỏ ra. Và điều này cũng là một trong những động lực, nguồn lực lớn để có thể giúp nhân viên ở lại với công ty, gắn bó với công ty lâu hơn, thì từ đó mới tạo ra giá trị những mối quan hệ khác. Theo bạn, việc tăng lương là yếu tố tiên quyết để cho nhân viên ở lại với một công ty. Nhưng bạn nên nhớ rằng có những công việc lương rất là cao nhưng áp lực của nó sẽ mang đến cho bạn cũng khá là nhiều. Và nếu như công ty đó nó chỉ được mang đến cho bạn về lương mà thôi, nó không đến mang đến cho bạn nhiều cảm xúc về giá trị, về con người, thì đó không phải là một cái công việc mà bạn có thể theo dài cho đến 5 năm, 10 năm hay 20 năm. Và khi mà bạn chỉ lo về lương mà thôi thì cho đến một ngày bạn sẽ áp lực và cảm thấy stress rất là nặng nề. Và nếu như bạn chỉ lo về lương mà thôi, bạn không quan tâm đến vấn đề khác, thì cái sự tồn tại của bạn trong công ty đơn giản chỉ là một con robot mà thôi. Bạn có nghĩ đó là hợp lý không? Cái câu hỏi của anh thì cũng có cơ sở. Thế nhưng nãy em có nói đấy ạ, lương là điều kiện tiên quyết. Thế nhưng bên cạnh đó chúng ta có những yếu tố, ví dụ như là những cái công ty tập đoàn lớn như các sếp đây thì phải có một văn hóa công ty. Thì từ đó khi mà chúng ta vào rồi, chúng ta hòa nhập được cái văn hóa đó, hòa nhập được những mối quan hệ với đồng nghiệp của mình, với những người sếp, thì chắc chắn không có lý do gì mà chúng ta không tiếp tục. Và áp lực đến đâu nhưng văn hóa công ty tốt thì chắc chắn ứng viên sẽ ở lại, chắc chắn nhân viên cũng như là nhân sự của các sếp sẽ ở lại. Em tin chắc điều này ạ. Quan điểm của bạn như thế nào về chủ đề này?